Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 217. Chương 2161. Linh cảm. Trăng sáng giữa tầng không, thời gian như nước trôi. Rừng trúc sâu thẳm, bóng trúc rì rào. Trong một lầu trúc nho nhỏ, một chiếc đèn leo lét như hạt đậu bị đêm tối nặng nề vây quanh, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Một nam tử trung niên ngồi trước bàn múa bút thành văn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng tù mù đó. Thực ra, bằng vào tu vi của hắn, dù ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nếu không cũng có thể mở cửa ra. Một ngọn đèn này chẳng qua chỉ là để xây dựng một loại bầu không khí mà thôi, cụ thể là bầu không khí gì hắn cũng không nói rõ được, dù sao phàm nhân có nói. Ban đêm nhất định phải đốt đèn. Mà thứ mà hắn đang viết đúng là để cho phàm nhân đọc. Chuyện Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao năm xưa rất được yêu thích. Thứ hắn đang viết chính là phần tiếp theo, chuyện về con cháu của Tằng A Ngưu. Trước tiên là luyện thành Cửu Âm Cửu Dương Băng Hỏa Cực Thần Công trên Băng Hỏa Đảo. Sau đó đại chiến Tử Cấm Thành, tiêu diệt Chu Trùng Bát, nhất thống thiên hạ, lại giết tới Minh Giáo Ba Tư, thu nhận thánh nữ Tiểu Chiêu. Đương nhiên, trong quá trình này đã có hậu cung 3.000 mỹ nhân rồi. Hôm nay còn đang lo lắng có nên thu luôn Tử Sam Long Vương Đại Ỷ Ti không? Nếu xét theo góc độ của phàm nhân, số tuổi có vẻ hơi lớn, nhưng đối với tu hành giả mà nói thì chuyện này không phải vấn đề. Võ công trong sách này lợi hại như thế, tốt xấu gì cũng xem như một nửa tu hành giả. Nếu như là nữ tử bình thường thì không nói, ai bảo nàng là... của Tiểu Chiêu. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười thần bí, dưới ánh lửa bập bùng u ám trông có vẻ hơi hèn mọn bỉ ổi, trong mắt lóe lên ánh sáng như sao, đang định đặt bút viết tiếp. Giải thích, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Đại Ỷ Ti là mẹ của Tiểu Chiêu. Hết giải thích. Ánh đèn đột nhiên tắt ngúm, một luồng khói xanh nghi ngút bay lên, thân hình nam tử hơi chấn động một cái, dường như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp, có vẻ hơi ngẩn ngơ. Nhìn vết mực loang lổ trên giấy, hắn thở dài một tiếng, đứng dậy đẩy cửa sổ trúc ra, nhìn long xà hồ tĩnh mịch, vẻ mặt vô cùng buồn bã. Rừng trúc đã chết héo từ lâu, trong hồ không có cá bơi. Ở long xà hồ này chỉ còn lại một người sống duy nhất là hắn. Nếu như không phải để tìm linh cảm, hắn cũng sẽ không trở về. Lại đúng lúc bắt gặp biến cố ngạ quỷ đạo, bèn khởi động trận pháp trên Vân Hư Đảo, trốn ở chỗ này để viết sách. Quả nhiên có không ít linh cảm, nhưng dù có viết xong rồi cũng còn mấy người xem đây. Thiên hạ loạn lạc, tiểu thuyết gia gần như đã bị đả kích chí mạng, thi từ có thể ngâm nga một mình, văn chương có thể biểu đạt khí phách, chứ tiểu thuyết phải có người xem, bằng không thì khác gì mơ mộng hão huyền. Ồ, đó là cái gì nhỉ? Hắn mở to hai mắt, chỉ thấy nửa vầng trăng dâng lên phía đường chân trời, to hơn mặt trăng trên bầu trời rất nhiều, lại không sáng. Bằng, nửa vầng trăng kia tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, không hề bay ra khỏi đường chân trời, lại trở nên càng lúc càng lớn, tựa như vật sống. Nam tử thầm cảm thấy bất an, đang tính bài chạy là thượng sách thì chợt phát hiện bên trên nửa vầng trăng xanh thẳm kia dường như có một bóng người đang đứng. Cẩn thận quan sát, người kia tóc đỏ, mắt đỏ, tuấn mỹ yêu dị, đúng là vị Bắc Nguyệt yêu vương kia. Thanh Sơn, Lưu Xuyên Phong. Lý Thanh Sơn ngoái đầu nhìn lại, chân đạp lên nửa vầng trăng xanh, đi tới Long Xà Hồ. Lưu Xuyên Phong mới phát hiện, nửa vầng trăng xanh kia quả nhiên là vật sống, thân hình vô cùng khổng lồ. Chỉ lộ ra một bộ phận mà đã nguy nga như núi, cần cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn mới có thể phát hiện Lý Thanh Sơn đang chắp tay đứng bên trên. Rồi lại như ẩn như hiện dưới ánh trăng chiếu rọi, tựa như mộng ảo, làm hắn phải hoài nghi liệu mình vẫn còn đang mơ, nếu không thì trên đời sao có thể xuất hiện quái vật như vậy. Lý Thanh Sơn nói, lên đây. Lưu Xuyên Phong thu dọn bản thảo, bay lên lưng cự thú kia. Hắn do dự không dám trực tiếp đáp xuống, đột nhiên thu tay. Toàn bộ Vân Hư Đảo đã bị cự thú cắn nuốt thì không khỏi hét lên kinh hãi. Lý Thanh Sơn nhớ lại năm xưa, để tấn công tòa Vân Hư Đảo này, hắn còn đại chiến với Chử Đan Thanh một trận, hôm nay lại là tự tay hắn hủy diệt.
trong lòng có phần cảm khái, nhưng nơi đây đã bị tử khí của ngạ quỷ đạo lây nhiễm, đã hóa thành một mảnh tử địa, vì vậy hắn cũng không cố gắng khống chế Thâm Lam Tiểu Bàn. Trong nháy mắt nó đã nuốt chừng hơn nửa long xà hồ này. Lưu Xuyên Phong muốn nói lại thôi, vị đệ tử tiểu thuyết gia bị bách gia từ chối, cuối cùng lưu lạc đến Vân Hư Đảo này, hôm nay đã là đại yêu vương danh chấn thiên hạ rồi. Lý Thanh Sơn cười hỏi, sao ngươi lại ở đây? Ta, trở về nhìn xem, Phúc Bá có khỏe không? Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2162, Tiểu Thuyết Gia. Đã qua đời rồi, ánh mắt Lý Thanh Sơn lóe lên, không hỏi tiếp nữa. Rất nhiều năm trước, Tôn Phúc Bách đã là một ông lão, vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất đã là cực hạn, có thể là tuổi thọ đến cuối. Nhắm mắt xuôi tay, hoặc có thể là gặp phải chuyện không may, người chết như đèn tắt, đã không còn quan trọng nữa rồi. Ở thời điểm này, ngay cả ôn chuyện cũ cũng có vẻ kịch cỡm, hắn chỉ nói, ta đã không còn là đệ tử tiểu thuyết gia nữa rồi. Đại diễn thần phù đã hạ xuống tiểu thế giới, hắn cũng không thể ngưng luyện lần nữa. Ngươi đến hủy diệt chứng cứ à? Lưu Xuyên Phong buột miệng hỏi, năm xưa chuyện Lý Thanh Sơn trở thành đệ tử tiểu thuyết gia bị coi là một sự sỉ nhục lớn. Về sau mặc dù hắn đã quật khởi, cũng không thể so sánh với mấy nhà như Phật gia, Đạo gia, Binh gia, Mặc gia. Nếu là thế, bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm, tâm tính của yêu ma thực sự khó lòng đoán trước. Lý Thanh Sơn cười ha ha, gia nhập tiểu thuyết gia là may mắn lớn nhất của ta. Nếu không có đại diễn thần phù, có thể hắn đã bỏ mạng trong tiểu thế giới. Công pháp của các nhà khác dù huyền diệu đến thế nào đều không có đất dụng võ. Hơn nữa, tiểu thuyết gia đúng là nhà thú vị nhất trong bách gia, mặc dù yếu hơn một chút, nhưng đối với viên ma mà nói, sự thú vị quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lý Thanh Sơn, ngươi muốn làm gì? Lưu Xuyên Phong lấy làm kinh hãi, bởi vì câu nói này không phát ra từ khoảng không phía trên hắn, mà từ chân trời rủ xuống, vang lên ở bốn phương tám hướng. Trong đó ẩn chứa sự tôn quý và uy nghiêm vô cùng, dường như thiên thần hạ phàm, để hắn sinh ra nỗi xúc động muốn phủ phục xuống đất. Lý Thanh Sơn cười nhạo, Tự Long, cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Tự Long, tên này rất quen, lẽ nào là... Lưu Xuyên Phong mở to hai mắt, nhìn xung quanh, nhưng không tìm được bóng dáng của vị Thái Tổ Hoàng Đế Đại Hạ kia. Ngược lại phát hiện ra một cái hồng cầu cực lớn, từ đường chân trời uốn lượn tới đây, trong đó có vô số đất đá đều rơi vào trong bụng cự thú dưới thân này. Người có biết điều này sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng bực nào không? Tự Long quát khẽ một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ. Đương nhiên biết rõ. Lý Thanh Sơn mỉm cười, phệ không thú đã nuốt chừng toàn bộ long xà hồ, tiếp tục đi dạo trên mặt đất, cắn nuốt tất cả những gì nó gặp phải. Mặc dù đã bị pháp tắc thiên địa kìm hãm, không thể bày ra uy lực như trong hư không, nhưng sau khi thích ứng một phen thì cắn nuốt một ít đất đá cũng không phải vấn đề. Lời cảnh cáo của Đại Dung Thụ Vương mặc dù nghiêm khắc, lại chứng minh một sự kiện, Tự Long không thể rời khỏi Long Châu, thậm chí không thể rời khỏi Long Thủ Sơn. Mà dù hắn muốn luyện Cửu Châu thành động thiên phúc địa cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong một hai ngày. Vậy thì so tài một phen đi, xem thử là ngươi luyện hóa nhanh hay là ta cắn nuốt nhanh. Tự Long trầm giọng, ngươi đang hủy diệt thế giới này, thì đã làm sao? Thế giới này ta có thể cứu vớt, cũng có thể hủy diệt. Lý Thanh Sơn móc lỗ tai, phía sau có một cái đuôi vượn đong đưa. Viên ma không bướng bỉnh, cũng không điên cuồng, nhưng độ mạnh của ma tính lại không thua kém gì ngưu ma hay hổ ma, ngược lại càng thêm khó đoán. Tự Long nói, đánh cờ không thắng được thì muốn lật bàn à? Hành vi của đạo hữu như thế, không khỏi quá thiếu phong độ. Lý Thanh Sơn nhảy phắt lên, hóa thành một con vượn hung hăng màu đen, phẫn nộ chỉ lên trời xanh. Hãy bớt nói nhảm đi, có gan thì đến đánh với ta một trận, bằng không thì mau cút về nhân gian đạo của ngươi đi. Ngươi còn tưởng mình đang hạ một bàn cờ lớn à? Ta đây bèn đập cả bàn cờ vào mặt ngươi. Quỳnh! Một tiếng sét giữa trời quang, chiếu sáng cả đất trời,
tựa như trời xanh nổi giận. Lưu Xuyên Phong run rẩy, nằm úp sấp trên lưng Phệ Không Thú, chỉ cảm thấy tia sét kia sắp bổ xuống đầu mình. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng dáng đang giận dữ nhìn trời, kiêu ngạo cười giữa thiên địa kia, không hề có chút dao động nào. Tự lòng nói, Lý Thanh Sơn, ngươi muốn hủy diệt thế giới ắt muốn hủy diệt ngươi. Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được địch ý từ thiên ý sâu xa. Nếu nói lúc quyết chiến thi đế hắn còn là đứa con cưng của thế giới, thì hiện tại hắn chính là thằng con bất hiếu của trời xanh. Tất cả đều đã nằm trong dự liệu từ lâu, vì vậy lúc ấy hắn mới do dự. Khi bước ra một bước này thì sẽ phải hủy diệt thứ mình vẫn luôn muốn bảo vệ, trở thành kẻ địch của thiên địa. Nếu tiếp tục như thế nữa, địch ý và sự bài xích của thế giới sẽ càng ngày càng mạnh. Chẳng những thế cục không có chuyển biến tốt, mà ngược lại còn càng thêm hiểm nguy. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2163, Không khuyên nổi. Không ngờ các hạ lại là hạng người ngu xuẩn như thế. Trong lời nói đầy khinh miệt của Tự Long đã hàm chứa một chút tức giận. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, Lý Thanh Sơn chỉ có hai lựa chọn, rời khỏi thế giới này hoặc đánh một trận với mình. Nếu rời đi, vậy sẽ thiếu đi một kẻ địch khó đoán, mà những người mà hắn để ý bị bỏ lại thế giới này đều sẽ rơi vào tay y. Chưa biết chừng tương lai bọn chúng có thể trở thành lợi thế trao đổi. Nếu ở lại, vậy không thể tốt hơn, chờ y luyện hóa thế giới này thành động thiên phúc địa. Tất cả mọi thứ ở đây đều tùy y đắn đo, còn có cơ hội rất lớn để tìm ra bí mật của Lý Thanh Sơn. Kể cả cửu thiên tức nhưỡng lẫn công pháp mà hắn đang nắm giữ đều sẽ khiến bất kỳ tu hành giả nào đều phải động lòng. Nhưng Lý Thanh Sơn lại chọn con đường thứ ba, hủy diệt thế giới. Điều này quả thực là lưỡng bại câu thương, đều sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho cả đôi bên. Mặc dù có thể khiến kế hoạch của hắn thất bại, lại thực sự đẩy chính mình vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vận rủi trùng trùng điệp điệp, sự trói buộc thì càng không cần phải bàn, thậm chí đã động tới thiên lôi địa hỏa trực tiếp đuổi giết. Tu hành là để trường sinh, tu hành giả nào không tiếc mạng chứ? Thế mà hắn lại phản kháng kịch liệt đến thế, đúng là kẻ điên không khuyên nổi. Ha ha, vậy hãy xem kẻ ngu xuẩn là ta đây diệt thế như thế nào. Đổ lòng như thế nào, nghịch thiên như thế nào. Lý Thanh Sơn nói liên tục ba lần như thế nào, phong lôi trong thiên địa kích động, biển mây cuồn cuộn. Hắn giang rộng cánh tay vượn, xòe ra năm ngón tay, dường như muốn nắm hết phong lôi đầy trời, nhật nguyệt quay cuồng trong lòng bàn tay. Dù phải phá hủy hết tất cả, tạo ra ác nghiệp vô biên, hủy diệt cả bản thân, hắn cũng tuyệt đối không làm quân cờ trong bàn cờ của kẻ khác. Đây là ý chí của viên ma. Viên ma biến tầng thứ tư, phá. Trong lòng Lý Thanh Sơn càng cảm thấy thoải mái, không khỏi thét dài một tiếng. Thủng vàng nứt đá, phá tan biển mây, khiến cho vầng trăng sáng kia có thể hoàn toàn chiếu rọi thân thể này, trái tim này. Ai bảo tiếng vượn kêu là buồn bã, tiếng kêu này vui vẻ như đã có được tất cả mọi thứ trên thế gian, mặc dù trong tay hoàn toàn trống không. Phía trên Nam Hải, Cậu Uyên đột nhiên thấy thân hình Lý Thanh Sơn đứng vững, lộ ra nụ cười sảng khoái và vui vẻ, hóa thành một con viên hầu màu đen. Hình như đã đột phá bình cảnh, khí tức đột ngột tăng vọt, dấy lên từng đợt sóng lớn, ép cho nàng cũng phải lùi xuống. Trước mắt, viên ma biến vốn là nhược điểm duy nhất của hắn. Một khi đột phá, Ngưu, Hổ, Quy, Phượng Hoàng đều khôi phục đến tầng thứ tư. Nhất thời, hổ chồm phượng múa, châu giống rùa kêu, lần lượt hiện thân ở tiểu thế giới trong thân thể, còn có viên hầu màu đen vò đầu gãi tai, nhảy nhót tung tăng. Hắn lấy làm mừng vì mình chưa từng trốn tránh. Những núi đao biển lửa, uy hiếp hoảng sợ kia đều là hòn đá để mài giũa tâm tính. Ngẩng đầu nhìn lên, vầng trăng sáng trên biển quá xa, nhún người nhảy lên, thi triển viên ma thông tí, một chưởng đập xuống mặt biển. Sóng lớn ngút trời, vọt cao ngàn trượng, như núi cao biển rộng. Vươn tay khẽ nắm một cái trong hư không, viên ma nhiếp không, tòa thủy sơn này ngưng tụ trên mặt biển, tráng lệ như mộng ảo. Trong mắt Lý Thanh Sơn lóe lên tinh quang,
dùng sức nắm chặt, diệt, uỳnh. Thủy sơn vỡ tan, hóa thành hơi nước đầy trời, tung bay theo gió biển. Giải thích từ thủy sơn ở đây là chỉ núi do nước tạo thành. Hết giải thích. Giữa hơi sương mịt mù, cộng uyên khẽ nhếch miệng, cũng bị cảnh tượng động trời này dọa sợ. Hiện giờ chỉ sợ chính mình không thể tiếp nổi một chiêu của hắn. Trong thiên hạ không có bất kỳ một yêu vương hay đại tu sĩ nào có thể tiếp nổi một chiêu của hắn. Trong lúc mình chẳng hay biết gì, không ngờ hắn đã mạnh đến mức độ này. Đây chính là thần thông thứ ba của viên ma diệt không. Đương nhiên, thứ bị hủy diệt không phải là hư không, mà là mượn lực lượng của hư không, hủy diệt tất cả vật thể trong đó. Lý Thanh Sơn nhìn tay mình, lộ ra nụ cười hài lòng, không cần dựa vào cửu thiên tức nhưỡng, chỉ bằng lực lượng của mình, mà còn thuận tiện lĩnh ngộ viên ma biến, có thể hóa thân thành viên ma. Viên ma thông tí khiến cho uy lực của thần thông viên ma tăng mạnh, viên ma nhiếp không bắt lấy kẻ địch, viên ma diệt không hủy diệt kẻ địch. Ba đại thần thông này quả thực là tam bản phủ vô địch, một khi phát động, vô hình vô ảnh, không thể tránh né, chỉ có thể chịu đựng. Khi thực lực của Lý Thanh Sơn tăng vọt, kính tượng phân thân cũng thuận thế mà mạnh lên, yêu khí ngút trời, không sợ thiên uy. Giải thích tam bản phủ là tên một loại vũ khí thời cổ, một dạng búa lớn, tiêu biểu có trình dạo kim sử dụng. Hết giải thích. Tự Long cũng trầm mặc, vốn dĩ hắn giáng lâm Cửu Châu, mang tâm trạng vô cùng thả lỏng, chuẩn bị đến để thu hoạch tất cả. Đúng vậy, hắn có năng lực như thế, vài ngàn năm trước, yêu vương khắp nơi đã bị hắn đùa bỡn trong tay, lần này giáng lâm, dù là đại dung thụ vương gần như thành thần cũng sẽ bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay, đạo hạnh vạn năm cũng hóa thành cho tàn. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2164, cứng đối cứng. Kết quả, Lý Thanh Sơn này ngang ngạnh bất chấp lý lẽ, không thể uy hiếp hay ép buộc, khó mà đánh giá, là một tảng đá chặn đường vừa thối vừa cứng, còn có xu thế biến lớn. Nhưng tâm trí hắn kiên nghị, đã lường trước rồi, sẽ không bị khó khăn nho nhỏ này dọa sợ, mặc cho người có muôn vàn thủ đoạn, chỉ cần còn là yêu vương thì tất sẽ có cực hạn mà thôi. Đạo hữu, liều mạng cứng đối cứng như thế, cả ngươi và ta đều không có lợi, chỉ tăng thêm rất nhiều mạo hiểm. Giọng nói của Tự Long trở nên nhu hòa, vô hình trung hòa tan đi khí tức khắc nghiệt giữa đất trời. Nếu đại dung thụ vương không mất đi ký ức, lúc nghe được lời như thế chắc chắn sẽ cực kỳ cảnh giác. Ngươi lại muốn thế nào? Vẻ mặt Lý Thanh Sơn đầy bỡn cợt, đổi giọng thật là nhanh, quả nhiên là kẻ ngang tàng sợ tên lỗ mãng, tên lỗ mãng lại sợ thằng liều mạng à? Tự Long đáp, muốn tìm ra được một con đường tốt cho cả ngươi, cả ta và cả chúng sinh trong thiên địa. Lý Thanh Sơn nói, ồ, nói ta nghe thử xem. Chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Tốt nhất chúng ta nên bình tĩnh lại chút đã, cân nhắc kỹ hơn thiệt được mất, còn cần gặp mặt một lần, ngồi xuống từ từ bàn bạc. Có phải là cần tới Long Thủ Sơn của ngươi để bàn chuyện không? Đương nhiên Tự Long hy vọng Lý Thanh Sơn có thể tới Long Thủ Sơn, hắn có tự tin 10 phần có thể khống chế Lý Thanh Sơn, chỉ là đáng tiếc, dù Lý Thanh Sơn là tên điên, cũng không phải kẻ ngu. 15 tháng 10, thời điểm tuyết lớn, ta sẽ ở Quỳnh Ngọc Cung cưới Hoàng hậu Đại Hạ. Nếu ngươi không ngại thì đến uống chén rượu mừng, nói cho rõ ràng chuyện hòa hay đánh. Được, xem tâm trạng của ta rồi tính. Lý Thanh Sơn phất tay, bộ dạng không thèm đếm xỉa. Kính cẩn chờ đợi. Giọng nói của Tự Long vang vọng, chậm rãi tan biến. Cảm giác bị theo dõi kia biến mất, Lý Thanh Sơn nâng cằm, như có điều suy nghĩ. Đối phương hiển nhiên còn chưa đạt tới trình độ của thế giới chi thần. Độ khó của việc luyện hóa Cửu Châu thành động thiên phúc địa tuyệt đối sẽ không thấp hơn việc thành thần, trái lại chắc chắn còn cao hơn việc thành thần. Hiện giờ, hắn chắc chắn không thể ra khỏi Long Châu, thậm chí không thể rời khỏi Long Thủ Sơn. Sự trói buộc của pháp tắc thiên địa không hề dễ đột phá như vậy. Ngạo quỷ đạo không tiếc mọi thứ để đối phó với Tiểu An, cũng chỉ đưa tới một thi đế. Một nhân hoàng như hắn,
phải chịu sự hạn chế càng lớn, nào có chuyện muốn làm gì thì làm đơn giản như thế được. Chẳng qua, nếu đợi thêm mấy tháng nữa, khả năng chưa chắc đâu. Về phần Quỳnh Ngọc Cung, đây không phải động phủ của Cửu Vĩ Hồ Hậu ư? Có lẽ hiện giờ Miêu Yêu Huyền Nguyệt đang ở trong Quỳnh Ngọc Cung, đó là hồ ly tinh vừa xinh đẹp vừa cao quý và mạnh mẽ, hóa ra còn chưa thành thân với Tự Long, không biết họ đang diễn cảnh gì. Cửu Vĩ Hồ Hậu có đẹp không? Bỗng nhiên Lý Thanh Sơn hỏi Lưu Xuyên Phong. Lưu Xuyên Phong còn giữ vẻ ngây ngô, nghe cuộc đối thoại này của họ, hoàn toàn không thể nói nên lời. Đây là Cửu Châu mấy ngàn năm qua, cuộc đọ sức của hai nhân vật huyền thoại mạnh nhất, cố gắng tranh đoạt thiên hạ, quyết định sự tồn vong của thế giới. Đừng nói rằng hắn có tham gia, thậm chí hắn còn không có tư cách để bình luận. Mãi đến khi Lý Thanh Sơn hỏi thì hắn mới lấy lại tinh thần mà thở dài nói, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, ngươi gặp rồi à? Lý Thanh Sơn nhíu mày, danh tiếng này có hơi quá khoa trương, thiên hạ tuyệt sắc nhiều biết bao nhiêu. Khắp nơi là xuân hoa thu nguyệt, mỗi người mỗi vẻ. Cố Nhạn Ảnh có thể được đánh giá là một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ ở tiểu thế giới. Đó là khí chất rèn rũa của người tu hành. Ở Cửu Châu không có tư cách này, nhưng cũng không cảm thấy Cửu Châu có nữ tử nào có thể đánh bại nàng. Chưa từng gặp, Lưu Xuyên Phong xoa bàn tay, nhưng những người đã gặp đều nói như vậy. Vậy à? Bỗng nhiên Lý Thanh Sơn trở nên kích động. Bây giờ chém giết vào trong Quỳnh Ngọc Cung, cướp lấy Cửu Vĩ Hồ Hậu, xem Tự Long có vẻ mặt gì. Chỉ có điều suy nghĩ này vừa đến đã đi, hắn không thiếu một con hồ ly tinh, đơn giản là làm loại chuyện này để kích động quân địch thì thực sự không thú vị. Bây giờ vẫn nên tăng thêm một bậc tu vi, chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh thì sẽ không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Nhất định phải quậy long trời lở đất ở hôn lễ của Tự Long, để cho tiểu bản Thâm Lam tiếp tục nuốt chửng đất đá, mặc dù không hề dừng lại trong lúc giằng co với Tự Long. Tiểu bản Thâm Lam không hề chịu ảnh hưởng từ thái độ thù địch của thế giới, nó có cái bụng tốt, một miếng có thể nuốt được cả một ngọn núi nhỏ, hơn nữa càng ngày càng phục tùng Lý Thanh Sơn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2165, Nam Hải. Vì người hùng của đối phương là kẻ thù của ta, hắn vừa là kẻ địch của Cửu Châu, cũng là anh hùng của tiểu thế giới, vì đã cung cấp lượng lớn tài nguyên cho tiểu thế giới. Trên đại dương rộng mênh mông của tiểu thế giới có rất nhiều hòn đảo đang không ngừng mở rộng. Nếu nuốt hết toàn bộ Cửu Châu, chắc chắn có thể hình thành một đại lục mới để tiểu thế giới phát triển bằng cấp với Cửu Châu, thậm chí là cao hơn. Lý Thanh Sơn phất tay, ngươi tới Nam Hải đi. Hả? Cửu Châu đã thành chiến trường, quá nguy hiểm. Được, Lưu Xuyên Phong nghiêm túc nghe theo. Hắn chắp tay từ biệt. Nếu thế giới thực sự bị hủy diệt, vậy thì đi theo Lý Thanh Sơn chắc chắn là cơ hội sống duy nhất. Ầm 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 ầm. Đại địa chấn động dữ dội, dường như có một con cự thú còn to lớn hơn vạn lần so với phệ không thú đang tỉnh lại, phát ra tiếng gào nặng nề. Tất cả các ngọn núi đang rung chuyển, thậm chí bị nứt ra rồi sụt thẳng xuống. Sức mạnh khủng bố đến mức nào, cho dù là toàn bộ Ngưu Ma hoạt động cũng không có sức mạnh như vậy. Lý Thanh Sơn không khỏi cảm thán, thân là đại địa chi lực, hắn cảm thấy mạnh mẽ khác thường. Nhớ tới kiếp trước hắn từng xem tin tức, địa chấn cấp 8 tương đương với sức mạnh của 400 quả bom nguyên tử. May mà thiên ý mịt mờ, cái gọi là địch ý cũng chỉ là phản ứng không có ý thức, nếu không thì giết hắn sẽ cực kỳ dễ dàng. Địa chấn này không phải là ngẫu nhiên, phệ không thú nuốt ti tỷ tấn đất đá, không tránh khỏi việc phá hỏng kết cấu địa chất. Toàn bộ đại địa cũng trở nên yếu ớt, dần dần không chấn áp được dung nham địa hỏa ở sâu trong lòng đất. Đây là do đại địa của Thanh Châu khá dày dặn. Nếu đổi lại là Vũ Châu thì đã là cảnh tượng tận thế, núi lửa bùng lên, dung nham chảy tràn lan. Đây chính là cảm giác hủy diệt thế giới sao? Lý Thanh Sơn nhắm hai mắt lại, trên mặt cũng không còn nụ cười. Đột nhiên hắn tỏa ra hơi thở khủng bố hủy diệt vạn vật, ở phía sau ngưng tụ thành một tượng thần màu đen mơ hồ không rõ, khủng bố và thần thánh. Dường như Hoàng Cực Diệt Thế Lục có dấu hiệu đột phá.
so với thần ma cửu biến thì có thể nói môn công pháp này là dưỡng mẫu. Hắn vẫn luôn không coi trọng, cũng không tốn thời gian tinh lực để tu luyện. Từ sau khi hắn không cần che giấu thân phận loài người nữa thì tất cả công pháp tu hành đều như nhau, chỉ vì có thể tăng thực lực tổng hợp của hắn, cho nên mới kiên trì thay đổi công pháp. Thực ra hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, bình thường công pháp đều có tính chất biệt lập và không phải tu hành công pháp càng nhiều thì càng lợi hại. Trái lại sẽ gây ảnh hưởng rối loạn lẫn nhau. Thần ma cửu biến là mỗi loại biến hóa có một bộ công pháp, mặc dù là như vậy thì trong các loại biến hóa cũng sẽ cản trở lẫn nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác chưa từng gạt bỏ các loại nhân tu công pháp của hắn, từ tiên thiên luyện khí quyết lúc ban đầu, cho tới hoàng cực diệt thế lục bây giờ. Giống như là lưu bạch tự nhiên, hắn cảm thấy ý nghĩa sâu sắc trong đó, trong lòng suy nghĩ, bây giờ tu luyện viên ma trảo nguyệt quyết đến tầng thứ tư. Trong thời gian ngắn không thể tiếp tục đột phá, đúng lúc có thể tu hành hoàng cực diệt thế lục. Hoàng cực diệt thế lục vốn sinh vào thời đại thế giới diệt vong, ẩn chứa suy nghĩ đại phá hoại, đại hủy diệt. Vốn dĩ kiểu suy nghĩ này chỉ có thần minh mới có tư cách chạm đến. Giống như cậu Uyên chịu ảnh hưởng của quy khư, người tu hành sử dụng loại sức mạnh này, cuối cùng chắn chắn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa không phải ai cũng đều có cơ hội trải nghiệm loại suy nghĩ này. Lý Thanh Sơn cũng chỉ trông thấy xác thế giới sau khi bị hủy diệt nên mới hiểu được mà thôi. Thật ra loại cảm nhận này rất rõ ràng, thấy một bộ thi thể và thấy cảnh giết người là hoàn toàn khác nhau. Vào đúng lúc này hắn hiểu được sâu sắc hơn, đó là tự tay hủy diệt một thế giới, vượt qua người tạo ra hoàng cực diệt thế lục. Hoàng cực diệt thế lục bắt đầu đột phá hữu chất, dường như có một loại tỉnh ngộ. Nếu có thể thôi thúc môn công pháp này đến cực hạn thì uy lực của nó cũng không yếu hơn bất cứ loại biến hóa nào mà hắn có hiện tại. Nếu không có cơ duyên ở trong hư không, hắn hoàn toàn không thể có loại thể ngộ này. Nếu không có phệ không thú, mời Lý Thanh Sơn gộp lại cũng không có năng lực hủy diệt thế giới. Đại tự tại thiên trong truyền thuyết đồng thời nắm giữ việc sáng tạo và hủy diệt. Trong lúc vô tình Lý Thanh Sơn cũng đảm nhiệm như vậy, cùng lúc hủy diệt Cửu Châu nhưng lại tạo ra tiểu thế giới. Hoàng cực diệt thế, hoàng cực kinh thế, có lẽ vốn dĩ là một thể hai mặt. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm, tượng thần phía sau trở nên rõ ràng hơn. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2166, Mối liên quan. Thiên Long Thiền Viện, một pho tượng Đại Phật Tạc Sơn để xây dựng lên, trên khuôn mặt hiền hòa phúc hậu bỗng nhiên có một vết nứt chạy dọc ra. Răng rắc, chúng tăng đang kính bái sững sờ, mới phát hiện ra dãy núi đang rung chuyển, chuông lớn liên tục kêu ong ong. Tại sao Thanh Châu lại có động đất? Vô úy tăng ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, ngưng tụ Phật quang ở hai mắt, thi triển thiên nhãn nhìn về phía khởi nguồn của động đất. Hắn lập tức thấy con phệ không thú to như núi đang ăn hết tất cả và Lý Thanh Sơn ở trên thân phệ không thú. Vô úy tăng giật mình, nói thất thanh, đại tự tại thiên. Người bên cạnh có thể không nhận ra nhưng là cao tăng Phật môn thì làm sao hắn có thể không nhận ra cái tượng thần mờ nhạt không rõ kia. Đó là vị thần vừa là thần linh đại thần thông trong Phật môn, đứng đầu 3.000 thế giới. Nhưng lại khăng khăng đối nghịch với Phật, cản trở Phật Pháp, nghịch Phật loạn tăng. Vì lẽ đó hắn còn được gọi là Đại Tự Tại Thiên Ma Chủ, là Phật địch số một. A-di-đà Phật, rốt cuộc Thiên Long Thiền Viện ta đã tạo nghiệt gì vậy? Gọi là Phật địch không phải là vì phá hủy mấy ngôi chùa chiền, giết vài hòa thượng là được tính. Chỉ có không tôn trọng Phật Pháp, hủy hoại căn cơ Phật môn thì mới được xem là vậy, thậm chí còn không liên quan đến năng lực mạnh hay yếu. Vì lẽ đó Phật địch thường có mối liên hệ cực kỳ sâu sắc với Phật môn, thậm chí bản thân còn là đại pháp lực giả trong Phật môn, Bạch Cốt Bồ Tát như thế, Đại Tự Tại Thiên cũng như thế. Có lẽ chính vì như thế nên cho dù Phật Tổ thần thông vô biên cũng không thể hủy diệt được. Từ đó có thể biết Phật địch hiếm có cỡ nào, nhưng bây giờ xuất hiện liên tục hai người, còn đều ở Thiên Long Thiền Viện. Với ý chí của Vô Úy Tăng thì hiện tại cũng thực sự sắp khóc rồi. Rõ ràng Đại Tự Tại Thiên là tôn thần Phật môn,
thế nhưng bất kỳ chùa miếu nào cũng không cung phụng tượng thần của hắn. Hơn nữa, tất cả những người tin hắn đều bị chê trách là đồ ngoại đạo, muốn tìm mọi cách để cấm đoán. Dĩ nhiên Lý Thanh Sơn chưa từng thờ phụng đại tự tại thiên, tượng thần màu đen phía sau tương tự với thất bảo Như Lai của thất bảo Tăng Vương hóa thân thành. Cũng không phải là thần linh chân chính hạ phàm nhưng lại có uy lực to lớn. Nhưng mà thất bảo Tăng Vương trải qua vài trăm năm tu luyện kính bái mới ngưng tụ được tượng Phật hóa thân thất bảo Như Lai. Còn hắn lại hoàn toàn dựa vào cảm ứng khí thế, nhất niệm thành ma. Có thể khẳng định rằng bất kể bên trong Hoàng Cực Kinh Thế Lục hay là Hoàng Cực Diệt Thế Lục đều không có chiêu này. Đám người tuyệt vọng trong tận thế làm sao có thể cảm nhận được đạo lý của đại phá hoại, đại hủy diệt, cuối cùng cũng chỉ rơi vào điên khùng. Hễ có tấm lòng kính nể thờ phụng đối với đại tự tại thiên ma chủ thì không thể biểu lộ uy năng rõ ràng được. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, thu hơi thở lại, tượng thần tiêu tan. Hắn còn không biết bản thân cũng được phong làm Phật địch. Cho nên khi hắn cưỡi phệ không thú đi tới Thiên Long Thiền Viện, Vô Úy Tăng quát mắng Phật địch với vẻ mặt phẫn nộ, hắn xoa đầu không hiểu tại sao. Tên hòa thượng nhà ngươi, chẳng lẽ bị điên rồi? Đó là Tiểu An, ta đối nghịch với Phật lúc nào, chẳng lẽ nó có thể truyền nhiễm hay sao? Thậm chí Lý Thanh Sơn còn cảm thấy hơi oan ức, cho tới nay hắn vẫn luôn kính trọng Phật. Mặc dù hắn đã từng giết hòa thượng, phá hoại chùa chiền, bây giờ còn muốn hủy diệt thế giới, nhưng người cũng không thể nói xấu ta như vậy. Tiếng chuông cảnh báo trong chùa vang lên, các tăng nhân đều trông thảm thương giống như đại nạn đến. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, vị này tới đúng là không có chuyện tốt. Vô Úy Tăng không nghĩ nữa, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nếu ngươi dám đi vào trong chùa, lão tăng sẽ liều mạng với ngươi. Ôi, nhìn bộ dạng không biết suy nghĩ của ngươi, ta lại không thể nghe nổi câu này, xem ngươi lấy cái gì để liều mạng với ta. Lý Thanh Sơn thường xuyên chạy tới Thiên Long Thiền Viện, vậy là vẫn có tấm lòng. Cuối cùng hắn lại bị chặn ở ngoài cửa, thực sự đáng giận. Hắn đạp nát sơn môn, cất bước muốn xông vào. Nghịch đồ, đừng có hung hăng. Bất Nộ Tăng vội vàng chạy ra, ngăn trước mặt Lý Thanh Sơn. Sư phụ, ta đã bị khai trừ ra ngoài, bây giờ không phải là đệ tử tục gia. Bất Nộ Tăng thở dài, vẻ mặt tiểu tụy, dáng người to lớn cũng gầy đi mấy phần. Trong lòng Lý Thanh Sơn không nỡ, thôi thôi, miếu hòa thượng này cũng không có gì chơi, lần này ta đến là có chuyện quan trọng. Đi, ta mời ngươi uống một chén. Bất Nộ Tăng nắm lấy cánh tay của hắn, bước ra một bước, đi tới một trấn nhỏ ở bên ngoài núi. Bầu trời âm u đã đổ mưa, thôn trấn yên tĩnh như chết. Lý Thanh Sơn hỏi, Tiểu An đâu? Bất Nộ Tăng lắc đầu, ngạo quỷ đạo. Quán rượu đổ nát bị nước mưa thấm ướt rất nhanh, đổ dạp xuống. Hai người lần lượt đi vào trong quán rượu bám đầy bụi đất. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2167, Ngạ Quỷ Đạo. Lý Thanh Sơn nâng chén rượu lên, Bất Nộ Tăng đã uống mấy chén. Hắn nếm thử một ngụm, phát hiện ra đó chỉ là nước. Cho dù không có ngạ quỷ đạo, quán rượu này cũng không làm ăn được. Đây không còn là trong nước có pha rượu nữa. Vốn dĩ không có một tí rượu nào. Vốn dĩ là nước, ta đã bỏ rượu rồi. Hừ, uống nước mà ngươi giả vờ sảng khoái cái gì? Lý Thanh Sơn đặt chén rượu xuống, nói với vẻ nghiêm túc, Thiên Long Thiền Viện không thể ở lại Thanh Châu nữa. Phật địch, ngươi muốn thế nào? Bất Nộ Tăng còn chưa nói thì ngoài cửa vang lên tiếng gào của Vô Úy Tăng, làm bụi đất trong quán tung bay. Ngươi còn dám nói ta là Phật địch, ta sẽ làm Phật địch thật đấy. Lý Thanh Sơn đột nhiên đứng dậy, thực ra hắn không cảm thấy gì đối với danh xưng Phật địch này, giống như mèo bị người ta nói thành chó, bò bị người ta nói thành ngựa, đều không vui. Sư huynh, vì sao ngươi bảo Thanh Sơn là Phật địch? Bất Nộ Tăng cũng không hiểu. Ta tận mắt nhìn thấy hóa thân của Đại Tự Tại Thiên ở phía sau hắn, Đại Tự Tại Thiên Ma Chủ. Bất Nộ Tăng kinh ngạc không tin, Ma Chủ biến hóa tự do không giống với thần Phật. Cho dù những đồ hôi ngoại đạo thờ phụng Đại Tự Tại Thiên thì cũng ngưng tụ ra hóa thân của vị này. Đại Tự Tại Thiên liên quan quái gì đến ta?
Lý Thanh Sơn vừa xác thực tục danh của tôn thần tượng kia, nhưng không hề tôn sùng. Chỉ là đúng lúc kết hợp con đường nên dẫn dắt thiên nhân cảm ứng mà thôi. Hắn bị coi là Phật địch, thực sự quá oan uổng. Nhưng hắn quên mất một chuyện, kết hợp con đường với đại tự tại thiên ma chủ không phải là Phật địch thì còn là cái gì? Mặc dù xuất gia giữa chừng, nhưng thực sự có căn tốt hơn Tiểu An. Vô Úy Tăng giận dữ chỉ vào Lý Thanh Sơn. Đúng rồi, chính cái loại thái độ không hề kính nể gì như này, rõ ràng là Phật địch. Lý Thanh Sơn im lặng, hình như đây là nói bản thân không phải kẻ điên thì chắc chắn là bị điên, thực sự không thể nào nói chuyện với nhau. Thôi được rồi, Phật địch thì Phật địch, ta không chấp nhặt với các ngươi. Thanh Châu sắp đi đời rồi, ta khuyên các ngươi mau chóng chuyển đi. Dường như để kiểm chứng lời của hắn, đại địa lại chấn động một trận, sóng nước trong chén bập bềnh. Vô Úy Tăng gào thét, là ngươi. Lý Thanh Sơn nhún vai, là ta. Thế giới diệt vong, trăm họ lầm than, ngươi cũng biết đây là loại nghiệp gì. Đây chính là chiến tranh, luôn có người vô tội yếu đuối gặp xui xẻo trước, nhưng mà không phải ta khơi mào cuộc chiến tranh này. Vẻ mặt Lý Thanh Sơn bình tĩnh, nếu đã quyết định thì không cần phải giả bộ thương người làm gì. Gửi gắm vận mệnh nữ nhân hải tử của mình cho lòng nhân từ của kẻ địch, đó không phải là chuyện nam nhân nên làm. Dù cho giết chóc người vô tội nhiều hơn nữa, gánh nhiều nghiệp hơn nữa thì hắn chắc chắn sẽ không thay đổi. Vô Úy Tăng tức giận, không nói nên lời, Bất Nộ Tăng mở miệng muốn nói, cuối cùng lại thở dài. Lý Thanh Sơn chỉ vào chén nước kia, hắn ngân nga, Phật Quan Nhất Bát Thủy, Tứ Vạn Bát Thiên Trùng. Câu thơ này nói trong nước có vô số vi trùng mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, cho dù là uống nước cũng có tội sát sinh, phải niệm kinh siêu độ. Chúng sinh đều bình đẳng, hay là bất bình đẳng? Lý Thanh Sơn giống như đặt câu hỏi, vừa giống như đang tự nói một mình. Nếu như bình đẳng, vậy thì giết sâu bọ không khác gì giết người, từ nhỏ đã mang đầy nghiệp. Nếu như là bất bình đẳng, sự khác biệt giữa người phàm và tiên Phật có lẽ còn lớn hơn so với sâu nhỏ và người phàm, vậy thì giết hại chúng sinh cũng bình thường giống như uống nước. Vô Úy Tăng và Bất Nộ Tăng đều có đại trí tuệ, lập tức hiểu rõ ý của hắn. Họ nhìn nhau, trong mắt đều chỉ có hai chữ, Phật địch. Về căn bản là nghi ngờ Phật Pháp, phỉ báng Phật Pháp. Lý Thanh Sơn uống cạn nước trong chén, hắn cười nói, gọi ngươi một câu sư phụ lần nữa, duyên phận thầy trò của ngươi và ta đã hết. Ầm một tiếng, phá vỡ sóng khí, Lý Thanh Sơn xé rách không trung đi rồi. Bất Nộ Tăng nhìn một cái chén không trên bàn kia, trầm mặc một hồi. Mới cách đây không lâu, hắn hy vọng có thể thay đổi Lý Thanh Sơn, dẫn hắn vào chính đạo Phật môn, truyền thừa y bát. Thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua, mới phát hiện hắn chưa bao giờ thay đổi, chỉ càng ngày càng mạnh. Nhưng dù sao hắn cũng là Bất Nộ Tăng, chỉ cười tự giễu, sư huynh. Người thu một Phật địch, ta cũng thu một Phật địch, chúng ta xem như có nạn cùng chịu rồi. Vô Úy Tăng trừng mắt lườm hắn một cái, cũng lộ ra nụ cười khổ. Hai bên đều có lập trường riêng, việc mà Lý Thanh Sơn cần làm cũng hoàn toàn không cho phép hắn ở lại Phật môn nữa, cộng thêm một cái danh Phật địch như thế. Nếu còn duy trì danh phận sư đồ sẽ chỉ gây trở ngại cho quá trình tu hành của Bất Nộ Tăng, nên kết thúc một cách dứt khoát. Quỳnh ầm ầm ầm, một luồng sấm sét xé trời, bổ vào người hắn. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2168, vòng tròn. Lý Thanh Sơn cảm nhận được địch ý của thế giới đang mạnh lên. Đối mặt ý trời sâu xa thăm thẳm này, mặc dù là tu hành giả cũng phải kinh sợ, hắn lại nhớ đến tình hình lúc rơi vào tiểu thế giới. Trong ngực dấy lên lòng hăng hái, chiến với trời, đấu với mệnh, hắn vui vẻ vô cùng. Bay trở về trên lưng Thâm Lam Tiểu Bản, nó liên tục cắn nuốt, chưa hề ngừng nghỉ một khắc nào, đã gặm thành một cái khe núi lớn bên ngoài Thiên Long Thiền Viện. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ không chỉ phải chịu ảnh hưởng của dư chấn, mà e rằng sẽ biến thành vùng trung tâm địa chấn. Lý Thanh Sơn chợt nảy ra một ý, hóa ngón tay làm kiếm, chỉ về phía vách núi xa xa, một nét ngang,
một nét sổ, một nét móc. Cuối cùng còn vẽ một vòng tròn. Sau khi nghiêm túc ngắm nghía thật kỹ một phen thì gật đầu thỏa mãn, đạp lên phệ không thú, cười to đi rồi. Vô Úy Tăng và Bất Nộ Tăng trở lại Thiên Long Thiền Viện, từ rất xa đã thấy trên vách núi đá xuất hiện một cái chữ lớn với kích thước mấy trăm trượng, Hủy. Bên ngoài chữ Hủy bao phủ bởi một vòng tròn méo mó. Vô Úy Tăng tức đến đầu sắp bốc khói, nhưng nhìn khe núi lớn bên ngoài sơn môn, cảm nhận được cơn địa chấn càng ngày càng dồn dập thì đành quyết định nghe theo đề nghị của Lý Thanh Sơn, rời khỏi mảnh đất Thanh Châu đầy thị phi này. Cắn nuốt, tiêu hóa, hủy diệt, phệ không thú tung hoành ngang dọc khắp nơi trên mảnh đất hoang vu này. Trong cuộc tận thế mà mình tự tay gây ra này, Lý Thanh Sơn càng cảm nhận được sâu sắc phần ý chí cực kỳ xấu xa, đầy tính hủy diệt kia, hoàng cực diệt thế lục càng ngày càng tinh tiến. Cậu Uyên cũng đã nói lời từ biệt với hắn, trở về trong vực biển sâu, lắng đọng lại những gì đã thu hoạch được trong những ngày qua, đợi chuyển hóa thành tu vi, nâng cao một bước. Họ không phải đôi nam nữ của phàm trần thế tục, không thể làm chim liền cảnh, sớm chiều có đôi. Trên mặt biển mênh mông, thế sự biến ảo khôn lường, dù sao trong quá trình tu hành, thời gian vẫn trôi qua cực kỳ nhanh. Lý Thanh Sơn đột nhiên có linh cảm. Cảm nhận được một chút bất an bèn mở mắt ra, đứng dậy, hơi nghi hoặc. Bởi vì tia bất an kia không xuất phát từ chính bản thân mình, mà xuất hiện từ một chỗ khác. Ngay sau đó, hắn vận chuyển Linh Quy Trấn Hải Quyết, bắt đầu tĩnh tâm thôi diễn. Linh Quy trời sinh đã có khả năng tiên tri bói toán. Sau khi trong cơ thể tự hóa thành thế giới, năng lực này cũng được tăng lên, chẳng bao lâu đã bắt được một tia chuyển cơ. Hắn phất tay gọi ra một mảnh linh quy huyền giáp, bên trên có sương khói mơ hồ, có vô số cảnh sắc xẹt qua, lại như ẩn như hiện, không thấy rõ ràng được. Bởi vẫn có câu thiên cơ khó lường là vậy, mặc dù là linh quy chân chính cũng không thể nào tính ra tất thảy, huống chi một kẻ gà mờ như hắn. Dưới tình huống không có bất cứ tin tức gì, rất khó lấy được kết quả chính xác gì. Trừ khi liên quan đến chuyện đại sự như sự sống chết của bản thân thì mới có được cảm ứng tương đối linh nghiệm. Hắn kiềm chế tâm tình, tay phải chậm rãi xẹt qua kính tượng, đẩy màn sương mù dày đặc ra, một khuôn mặt ngọc ngà như đóa sen nổi lên. Hải đường, Lý Thanh Sơn nhìn khuôn mặt phong nhã tuyệt trần kia, chẳng những không bị năm tháng phôi phai, mà ngược lại càng mỹ lệ hơn năm xưa. Một cặp mắt hoa đào đang nhìn về mình thông qua mặt kính. Điều này đương nhiên không thể, nàng căn bản không thể nào thấy mình, mảnh kính tượng này chỉ là kết quả khi cảm ứng thiên cơ, nhưng cảm giác này lại mãnh liệt như thế, dường như hai bên chỉ cách nhau một tầng pha lê. Đột nhiên hắn hiểu ra, nàng đang nhớ mình. Bằng không, về cơ bản hắn sẽ không có cảm ứng này, mặc dù giữa họ từng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng duyên phận thực sự không có bao nhiêu. Lại không giống như Cố Nhạn Ảnh, mới vào đời. Vừa thấy đã yêu. Cũng không giống như Hàn Quỳnh Chi, ký kết hôn ước từ lúc còn nhỏ yếu. Cho dù là cậu Uyên quen biết từ lâu, cũng có thể song tu, còn cùng nhau kể vai chiến đấu rất nhiều lần, trải qua sự khảo nghiệm sinh tử. Lần này có thể cảm ứng được, gần như hoàn toàn dựa vào một mảnh tương tư đơn phương của nàng, nối liền một sợi tơ hồng này. Không giống với dáng vẻ trong trí nhớ, trên mặt nàng không hề có vẻ u oán. Ngược lại có một tia thanh bạch và tĩnh lặng, thanh tịnh đến gần như trong suốt. Dáng vẻ ấy là của một nữ tử đáng thương chìm đắm trong tình yêu không thể tự thoát ra được, ngược lại giống như cao tăng giác ngộ. Không có oán hận vì rời xa, không có tiểu tụy, chỉ gửi gắm một sợi tương tư. Khiến hắn cũng lấy làm xúc động, kính tượng cũng theo đó mà chập chờn, vội chấn định lại, kính tượng mới ổn định trở lại. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2169, tìm nữ nhân. Dựa vào tâm tính hôm nay của ta, còn đang chuyên tâm vận chuyển Linh Quy Trấn Hải Quyết vậy mà còn bị sao động tinh thần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ân tình của nàng quá sâu, quả là như thế. Đây lẽ nào chính là sự chân thành tới mức tận cùng có thể làm tan đá chảy vàng ư? Cho dù là kẻ si tình như Giao Nhân cũng không thể nào cố chấp đến thế.
cũng không phải như nữ tử phàm nhân, không có nam nhân thì không thể sống. Rõ ràng có một con đường càng rộng lớn và cao xa hơn, việc gì phải bị vây khốn trong nhi nữ tư tình. Hàn Quỳnh Chi từng nói thẳng rằng, nàng thích dáng vẻ tiến bộ dũng mãnh, không bị ràng buộc của hắn. Mà sự thưởng thức của hắn dành cho Cố Nhạn Ảnh cũng có nguyên do tương tự. Đây mới là tư tưởng chủ yếu của con đường tu hành. Dù có kết thành đạo lữ, đại đạo cũng là ưu tiên hàng đầu. Nữ tử như Thu Hải Đường thật sự là kẻ khác loài trong số tu hành giả. Mặc dù bề ngoài hắn vẫn nói phải mở rộng hậu cung, nhưng chỉ xuất phát từ việc phải đánh vỡ sự kiêng dè. Truy cầu bản tính tự do, ở một mức độ nào đó mà nói, đây cũng là vì đạo của viên ma. Hắn không thể nào thực sự đưa hết các nữ tử mình biết vào một tòa cung điện, các nàng đều có con đường và sự truy cầu của mình. Hơn nữa, hôm nay khi đại chiến sắp đến, vẫn phải coi tu hành là điều quan trọng nhất. Nếu bị người đánh bại, đến tính mạng còn không giữ nổi, thì sức đâu mà lo hậu cung. Trong khoảng thời gian này, hắn gần như tập trung toàn bộ tâm sức vào Hoàng Cực Diệt Thế Lục. Không có thời gian dành đến khống chế phân thân, càng không có thời gian đi tìm nữ nhân. Nếu hôm nay đã có cảm ứng, sao có thể ngồi yên không để ý? Lý Thanh Sơn dang rộng cánh chim, bay vút lên phía chân trời, cảm ứng một lát là biết ngay nàng đang ở phía tây. Mặc dù không có vị trí chính xác, lại rõ ràng có một tia cơ duyên chỉ dẫn cho hắn. Bay qua đại dương mênh mông, trở lại Cửu Châu, băng qua Vũ Châu, tiến vào Lôi Châu. Địa hình đột nhiên nhô cao, hóa thành cao nguyên hùng vĩ, dãy núi chập trùng, tuyết trắng mênh mang. Vân Sơn nguy nga, thánh khiết và tĩnh lặng, phong cảnh hữu tình. Lý Thanh Sơn cảm thấy từ trường mặt đất ở nơi này cực kỳ hỗn loạn. Khi Vân Sơn tích tụ tới mức độ nhất định sẽ dẫn đến tia chớp và sấm sét vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều sấm sét không từ trên trời giáng xuống, mà từ mặt đất bay lên, lại còn nhảy múa cuồng loạn như rắn rết, từng luồng nối liền đất trời, tráng lệ huy hoàng. Hiện giờ ta bị vận rủi quấn thân, đến chỗ này đúng là đi tìm sét đánh. Từ từ đã, hẳn là nơi đây cũng bị ảnh hưởng bởi thiên ý thăm thẳm, muốn dồn ta vào chỗ nguy hiểm. Thiên cơ huyền diệu khó lường, rõ ràng là không có ý thức, lại có thể kích thích cơ duyên, bố trí sát cục trong vô hình, lợi hại hơn bất cứ âm mưu gia nào. Thậm chí còn che đậy cả cảm xúc và tinh thần của tu hành giả, hoặc ngu muội, hoặc điên cuồng, từng bước một tiến vào chỗ chết mà còn không hề hay biết. Nếu không phải trong người Lý Thanh Sơn có mang huyết mạch linh quy, có khả năng sẽ hoàn toàn không nảy ra ý nghĩ đó. Mặc dù ta không sợ ý trời, nhưng lần này điều quan trọng nhất là tìm được Hải Đường, chẳng bằng yên lặng một chút, bắt trước linh quy tìm lành tránh họa, miễn phát sinh rắc rối. Lý Thanh Sơn nhắm mắt lại, thu liễm toàn bộ một thân yêu khí, khuôn mặt khôi phục lại bộ dạng con người. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, cặp mắt đỏ cũng hóa thành mắt đen, biểu cảm bình tĩnh và lạnh nhạt. Không chỉ là khí tức, mà cả cảm giác tồn tại đều trở nên yếu ớt và mỏng manh, thậm chí nếu không cố tình chú ý, sẽ bị người bỏ qua. Trên bầu trời, gió thổi mây vần, Vân Sơn cuồn cuộn áp xuống thật thấp, kéo theo mưa rông ngàn dặm, sấm sét vạn mẫu. Lý Thanh Sơn mỉm cười, khẽ nhảy lên, hòa vào làn mưa rông. Uỳnh! Một tia chớp màu lam xẹt qua bên người hắn, đánh vỡ núi đá cực lớn. Đá vụn còn đang bay tán loạn trên không trung, đã có sấm sét liên tục đánh xuống, chiếu sáng cả đất trời trắng xóa. Ý trời hay lắm! Lý Thanh Sơn di chuyển giữa màn mưa đen kịt, như linh quy bơi giữa biển sâu. Gần như có hơn nửa số tia chớp đều đánh về phía hắn, dù có 10 đại tu sĩ liên thủ cũng không có uy năng đến thế, đây chính là uy lực của thiên địa. Nhưng lại không có một tia chớp nào bổ trúng hắn lấy một lần, dường như ngay cả ý trời sâu thẳm cũng không thể xác định vị trí của hắn hiện tại, mặc cho hắn chậm rãi xuyên qua lôi trì. Khà khà, ý, trời há có thể làm khó dễ ta? Lý Thanh Sơn cười nói. Bên cạnh đã có một tia chớp đột nhiên đổi hướng, bổ thẳng vào mặt hắn. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2170, ồn ào vớ vẩn.
Hắn nhếch miệng, mặc dù không đau không ngứa, lại thực sự có hơi xấu hổ. Cũng may xung quanh không có một ai. Hẳn là vừa rồi tâm cảnh quá phóng túng, làm mất linh quy rồi, không cẩn thận tiết lộ khí cơ. Lúc hắn xuyên qua cơn giông này, tìm kiếm một sợi tình duyên chỉ vào sâu trong lôi châu kia, lướt qua mấy ngàn ngọn núi cao, mấy trăm con sông lớn, lại liên tục gặp phải mấy trận mưa bão sấm chớp. Chợt thấy một tòa sơn thành nguy nga, như ngọn lửa bốc lên trong bóng tối, thiêu đốt tới cuối chân trời. Mắt Lý Thanh Sơn sáng ngời, nàng ở đó. Sơn thành cao hơn ngàn trượng, trên cửa thành có khắc ba chữ to, Vạn Phật Thành. Khẩu khí thật là lớn. Lý Thanh Sơn phóng mắt nhìn qua, tượng Phật mới thấy ở Thiên Long Thiền Viện cách đây không lâu, ở đây lại có mặt ở khắp nơi. Cả tòa sơn thành ngoài đình đài lầu các, cung điện nhà cửa ra thì có khắc đầy tượng Phật lớn nhỏ. Số lượng không chỉ hàng vạn, quả thực là hàng trăm triệu. Trong núi hội tụ Phật quang nồng đậm, chỉ e ngay cả Linh Quốc Tự cũng phải kém xa. Nhưng Hải Đường ở đây làm gì? Lẽ nào quy y Phật môn ư? Được rồi, ta vừa mới bước lên ngôi vị Phật địch thì tới ngay ổ giặc. Cửa thành rộng mở, dường như đang chờ hắn. Kẻ nào? Trên cửa thành truyền đến một tiếng quát khẽ. Những thủ vệ khác cũng bị kinh động, thấy trước cửa thành trống rỗng, lại không có nửa bóng người thì mới yên tâm. Nào có ai đâu? Ngươi đừng có làm ồn ào vớ vẩn. Ha, chẳng lẽ là ta hoa mắt rồi ư? Vừa rồi ta rõ ràng thấy. Được rồi, chắc chắn là ngươi hoa mắt. Thời tiết này dù là tu hành giả cũng không tùy tiện ra ngoài. Hơn nữa, có người thì đã làm sao? Chẳng lẽ còn có thể gây chuyện ở trong thành à? Đây chính là Vạn Phật Thành của Tây Lương ta. Có tiến vào cũng là chui đầu vào giọ. Xem sắc trời này, chắc lại sắp có sét đánh rồi. Chuẩn bị mượn lôi âm tu hành đi. Chẳng mất chốc, mây đen đã ập tới tòa thành, che khuất cả vương cung trên núi, lại không có một giọt mưa nào rơi xuống, dường như đang ấp ủ cái gì. Một hộ vệ đột nhiên nhỏ giọng nói, ta nghe nói Thanh Châu xuất hiện một Phật địch, vốn là công chúa Sở Quốc Thanh Châu, không biết vì sao khởi tử hoàn sinh, công phá đô thành Xích Châu, giết hết người trong thành. Tất cả hộ vệ đều thấy tim lạnh toát. Trong mây đen dường như có một con quái thú đang ẩn nấp, nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Từ xưa tới nay Lôi Châu luôn tôn sùng Phật hiệu, gần như người người nhà nhà đều lễ Phật, tin Phật. Ngay cả Tây Lương Vương Đô đều do Tăng Lữ thành lập, chẳng phải chính là mục tiêu lớn nhất của vị Phật địch kia sao? Một tiếng sấm rền, dọa cho tất cả đều giật nảy mình, lúc hoàn. Hồn thì mắng hộ vệ kia tới tấp. Tới tận khi nói sang chuyện khác, nói đến chuyện nữ nhân mới xua tan được bầu không khí kinh khủng. Khà khà, các người nói xem đến bao giờ vương tử mới ôm được mỹ nhân về. Ta thấy sắp rồi. Vương tử chuyển luân bảy đời, đã độ thiên kiếp bậc ba, lại vẫn si tình với vị thu môn chủ kia, dù là một tảng đá cũng phải bị hòa tan thôi. Ở một chỗ cao trong sơn thành, trong một lầu các tinh xảo có phong cách khác hẳn với những tòa kiến trúc khác, một nữ tử biếng nhác nằm trong rèm lụa, trong lòng có một tia rung động khó hiểu. Hoặc có thể nói, khi cái tên kia một lần nữa truyền vào tai thì tia rung động này chưa từng lắng xuống. Người còn nhớ ta không? Có lẽ không nhớ rõ nhỉ? Vậy cũng không sao, ta nhớ ngươi là được. Nàng thầm lẩm bẩm một mình, bên cặp môi đỏ mọng hiện lên ý cười, kiều diễm như hoa. Một tiếng thưa cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, môn chủ. Vị thương ương vương tử kia lại tới nữa, chắc là lại viết xong một bài thơ tình rồi chăng? Ta biết rồi, mời hắn chờ một lát. Một lát sau, rèm lụa bay lên. Nữ tử không hề trang điểm, chỉ tùy ý khoác thêm một bộ trường bào, yểu điệu bước ra khuê khác, đi xuống dưới lầu. Trong lầu là cảnh ca múa vui vẻ, đàn ca sáo nhị không dứt bên tai, lại chỉ có thể làm nền cho tiếng cười đùa. Tất cả đều là cảnh tượng hồng trần náo nhiệt. Khi bóng dáng nàng xuất hiện, tiếng cười đùa đột nhiên im bặt, nổi bật lên tiếng đàn ca sáo nhị. Ánh mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn, dù là nam nữ già trẻ, trong đó ánh mắt sáng nhất thuộc về một hòa thượng. Hắn khoác một bộ tăng bào đỏ thẫm, tóc rất ngắn, rất gọn gàng sạch sẽ, không cạo sạch như tăng lữ trung thổ. Kiểu tóc không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của hắn. Ngược lại càng có một loại khí chất trang nghiêm và thánh khiết.
Ánh mắt của các nữ tử trong lầu nhìn về phía hắn đều cực kỳ nồng nhiệt, nam tử lại hết sức tôn kính, hành lễ với hắn từ phía xa xa. Nhưng hắn không thèm để ý đến những điều này, cho đến khi nữ tử xuất hiện mới lập tức tiến lên nghênh đón, chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Hải Đường, nàng thực sự là càng ngày càng đẹp. Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, không pha lẫn dục niệm, không hề che giấu sự tán thưởng và ca ngợi trong lòng, càng không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Các bạn vừa nghe xong tập 217 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.